Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau Faro đi, quý vị thấy gì đi không? Tôi đây, một buổi tối, mấy em nó bây giờ tập trung lên đây nè. Đã chưa? Bên ngoài thì út lượm trong cho tủ bên lòng riêng, ấm áp bên ngoài, bò bên ngoài riêng. Rồi lúc kia riêng, số còn lại 2467, đúng ngay là 8. Nhưng quý vị thấy thiếu bóng dáng một ai đó đúng không? Đúng, nó là thiếu Tỷ Tỷ. Tại vì chồng đã chia sẻ từ đó rồi, Tỷ Tỷ không bao giờ tham gia vào những mỗi nhóm như thế này. Tỷ Tỷ là một bé chó độc lập và đặc biệt, không bao giờ tham gia vào những cái hội nhóm giỡn rồi ngủ chung rồi như thế này. Bả là ngủ kề kề đây nè, ngủ một mình không bao giờ. Trong đây ta có ở trong phòng hiện nay là 9 con, 8 con, mà ta có 7 con ngoài chơi nha. Con bà Tỷ không vô, nằm riêng chỗ trong cái sàn. Ông đùng cũng hộ lần không vô, bây giờ cũng vô. Đã chưa? Bắp là hoa hậu thân thiện. Ba con con giận. Đây là chùm nhây. Nhây dữ trời lắm mọi người. Trong nói thiệt cái ai mà nuôi mà sở hữu một cái bé nào mà giống cái bé xấu xí này là mệt mỏi với nó, giận dữ trời lắm. Trời đất ơi kìa. Quý vị thấy có một đốm đen vậy đó. Thì chìa khóa nhà đó. Nãy mới để trên giàn, chưa kịp cất, nhớ lo chúng ta rồi. Dép gì là nó cắn nát hết. Cô ca này, giờ cả ngày giờ trên trên này là ngủ rồi nè. Gác đầu được cao ngủ. Phải chứ. Bữa nay chẳng mới phơi được cái niệm. Hai ba ngày nay đâu có được ngủ niệm. Tại nó nằm á, rồi cái mưa nó ẩm ẩm mà chẳng đâu dám cho nằm. Bữa nay phơi được cái niệm với mấy chục cái miếng thảm này mừng cũng chết luôn. Chua hấu ơi, là chua hấu. Anh nói với em là sao? Mà chưa anh tắm em rồi. Cái mỏ em ủi xình không, anh nói là xình không có được ngủ chung với anh, là xình không có được hôn anh bây giờ kìa. Mới thả ra có chút xíu mà nhìn em cái mỏ xình không nữa rồi. Nhìn mình ở ánh mắt nó giống như là nó biết lỗi nó vậy sao? Không. Nó khô, nằm trên niệm, chọn thêm cái tấm thảm lên nằm nữa đó. Chứ không phải là đơn giản đâu. Tôi mặc Coca nè, Coca Pepsi nè. Phải hả? Dưa leo nè. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Trong nhà mà có 8 con, 1 con, 7 con. Lùng cũng ngồi chứ, lùng không có lên giỡn. Nhưng mà dù sao lùng cũng gần. Đây, thành viên cá biệt à, thành viên cá biệt. Chồng nói từ đầu rồi mà không bao giờ chơi với ai. Tỉ tỉ đó quý vị. Đang cũng gần vậy. Thấy chưa? Ta giỡn rồi. Lùng mà ít giỡn với ai. Có ai nuôi nhà chó mà được buổi tối gì không? Vui thì sợ luôn. Chạy cái niệm ra mà anh con nào thấy nằm. Nhà anh giỡn nhìn thấy vui ghê, nhìn thấy hạnh phúc ghê á. Không biết có đàn chó nào mà quý vị đã có ai nuôi được đàn chó nào như vậy không? Nghe tiếng gọt cửa đó mọi người, nghe tiếng đập cửa mà nó sụn lên chân vậy đó. Ai dám vô nhà không? Mà nó ra tiếng đập cửa là cũng lúc kỳ.
mà tôi nó hay đập cửa lắm. Mà phải rồi, lúc kia mấy em mấy anh đã nhường cho lúc kia từ hồi sáng đến giờ rồi. Từ hồi sáng đến giờ là mấy em phải xuống ở dưới, không được giỡn, giỡn trong nhà thôi. Lúc kia sớm giờ là tốn bao nhiêu điện của chồng rồi, vô đây chồng nằm chồng mở máy cho nó từ sáng đến giờ, thì bây giờ phải nhường cái phòng lại cho mấy em chứ. Vừa phải em mấy đứa, cái gì nó cũng vừa lùng, không phải người lạ đâu cưng, không phải người ta đâu, không phải người lạ vô nhà mình đâu, đừng có me đó. Đúng này, nó me, nghe gõ cửa gầm gầm, đứng bay lên giường mình nhìn ra liền. Vậy thấy nó giữ nhà ghê hồn chưa? Nó vừa nghe con lúc kia đập cái cửa, bay lên liền, bay lên nhìn ra thấy không? Không phải người ta vô nhà mình. Lúc kia nó bậy. Ê, hai con không có kiếm chuyện nhau nè. Lục, đang vui vẻ à, đi Lục nha Lục. Mà chùm, lạ ghê. Ôi, thương gì đâu á. Con mới ngủ đây nha, đó là tập trung lên đây ngủ nè, gần nhau cho nó ấm. Thương được không? Giỡn dữ lắm. Sở hữu một bé này cái là thiệt. Vui cửa vô nhà luôn. Nó quậy gì mà quậy khủng khiếp luôn. Không thấy nó lúc nào mà nó không quậy hết trơn á. Kỳ mày dữ lắm luôn mọi người. Nè chơi nè, vui vẻ không quạo. Ok. Chơi là chơi. Ờ trời, lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy con tỷ ra thì nó chơi đấy trời. Chắc ngày mai mưa gió bão bùng quá. Thiệt luôn á. Ô là trời kìa, trời ơi trời. Thiệt lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. Từ hồi cứu về tới đây 3-4 tháng trời nay lần đầu tiên thấy con tỷ nó chơi kìa. Chắc là nó nghe giọng nói rồi mọi người. Giọng nói cái giọng quay nó, giọng nói nó thành phần cá biệt cái nó ra nó giỡn. Thấy có ai thèm giỡn với nó không? Tại nó có giỡn với ai bao giờ đâu. Ô trời, lần đầu tiên tỷ làm việc này luôn. Thiệt á, lần đầu tiên mà tỷ làm việc này luôn. Hồi nãy này trời, mọi người thấy không, chồng nói là tỷ không chơi với ai. Cái nãy kia cái chồng quay nó, chồng bêu xấu đó. Cái giờ nó ra nó chơi. Ra nó chơi trời, thiệt lần đầu tiên thấy luôn. Này ông Duy không có nhà chứ, ông Duy không có nhà chắc ông cười xỉu luôn á. Clip này thấy là ông coi cũng cười xỉu à. Nó khôn cỡ đó đó mấy vị. Nãy chồng bêu xấu đó, cái giờ nó ra nó giỡn. Nè kìa, nó giỡn với bắp mà coi như bắp mà vô tâm cái đó. Tại bình thường nó có giỡn dài chứ. Thực sự là nó khủng bao giờ nó giỡn dài cái này chứ. Nhưng bữa nay mình biêu xấu nó, cái nó nghe nó giỡn. Trời ơi, nó giỡn con bắp vô kìa. Đây, cô em gái giỡn, anh bắp nằm vô tư không coi như là không biết chuyện gì xảy ra. Trời, đối thủ của nó hôm nay là giỡn kìa. Nó vô leo, tiền tỷ ăn hiếp vô leo dữ lắm. Tối ngày thì dình cắn vô leo không đó. Mà vô leo bữa nay dám lại hửi tiền tỷ luôn. Thay đổi rồi mọi người. Mọi thứ đều thay đổi rồi. Đó. Lần đầu tiên mà bà tỷ tỷ tôi phải giỡn. Vậy cái chồng không biết nói lời nào luôn. Do mà nó khôn cỡ đó. Mình nói nó là người không chơi với ai, quay phim nó biêu xấu nó, nó ra nó giỡn. Đó, ra giỡn kìa. Chứ hồi xưa giờ chưa bao giờ giỡn với ai đâu. Đấy, mấy mốt con nào mà có tật xấu là tao biêu xấu cho khán giả xem hết là tự nhiên là nó sẽ ấy lại hả? Con nào mà mai mốt mà ấy là tao mét khán giả hết, tao đưa lên tao làm kể xấu là thế nào nó cũng ngoan lại hả? Chứ không có nói tốt nữa, nói tốt biết là mấy đứa mày lừng, mấy mày không coi tao ra gì. Ấy, mai mốt là con nào mà lại là tao nói xấu ngay, chuyện mà cắn là tao đau bây giờ. Ấy, giỡn với anh bắp đâu có quan tâm, anh lùng càng không quan tâm. Vô đây cô ca ghét, cô ca bỏ đi chỗ khác luôn. Kỳ thiệt. Vô leo chuyên gia bị hiếp nổi lắm. Vô leo chuyên gia bị tỉ tỉ cắn nén. Hy vọng là hai chứ nói thật với nhau. Đấy. Còn chuyện cắn người ta bây giờ. Đó này, hửi cái đùi đó. Chuyên gia hửi cái đùi là hay ta cái đùi vậy lắm.
đấy cái không. Ồ quá trời ơi trời, bốn em gái mà bu quanh anh bắp kìa, không có một cái động tĩnh, không có một cái cảm xúc gì luôn. Bốn cái nè, tỉ tỉ cũng gái nè, xấu xí gái nè, dưa leo gái nè, Pepsi gái nè. Đó, nhà có bốn cô gái thôi, năm cô gái là lùn nữa, lượm nữa là năm cô gái đấy. Năm cô, bốn cô gái đang bao quanh anh bắp mà anh bắp vẫn nằm không nhúc nhích, chồm lên mình anh bắp vẫn không nhúc nhích, anh bắp không hề có cảm xúc mê đưa mấy bạn ạ. Đấy rồi nó ôm ấp anh bắp không hề có cảm xúc, nó chỉ thích ngủ thôi, đừng có vờn với anh bắp nha mấy đứa. Đấy úi giời ôi là trời, lần đầu tiên mà tỉ tỉ nó giỡn, tôi không thể nào tôi tưởng tượng được ngày hôm nay tôi lại bắt gặp một cái clip này là tỉ tỉ nó giỡn với mấy đứa. Đấy anh bắp đó, anh bắp bực rồi đó nha, anh bắp bực rồi đó nha, anh đang ngủ đó chưa, bực rồi đó nè, đó nhìn đây coi ai làm gì đó, đó đó ngay ta, ta đang ngủ mà cứ chọc người ta hoài, anh bắp bực bội rồi đó. Thôi bây giờ chồng cũng phải out video đây, chồng biết là video này mọi người xem mọi người sẽ rất là thích luôn, thích mấy bé của chồng luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhớ like cho chồng nha mọi người, nhớ like, nhớ chia sẻ video này nha, video này quá hay luôn, quá vui luôn, coi là tính chất giải trí cực cao. Bye bye tất cả mọi người.